Hello, xin chào cả nhà hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái hiệu ứng rất là quan trọng đó là hiệu ứng chuyển cảnh trong các cắt và nó sẽ có giá trị tạo cho cái thức phim của bạn trông nó pro hơn và đây là hiệu ứng chuyển cảnh dành cho những cái giá trị về phim kiểu chuyên nghiệp và với những cái này thì các bạn cần chuẩn bị cho tôi những cái giá trị như sau đó là video và quay những góc chiếu ok để muốn làm được điều này thì chúng ta sẽ bắt đầu với create project chúng ta tạo ra một cái, cái project của cái việc mà cho thiết kế uh, chuyển cảnh trong cái cắt cắt thì chúng ta sẽ chuẩn bị như sau là chuyển cảnh nhá. Chuyên nghiệp. Ok. Và sau khi chuyển uh, chuyển ảnh chuyên nghiệp xong thì bạn sẽ ấn import cho tôi và lúc này thì chúng ta tìm đến ổ D và chúng ta chọn vào tư liệu. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào mùng 8 tháng 10. À, mùng 4 tháng 12 và đây thì nó sẽ có hai cái phim cho các bạn Ok tôi sẽ chọn vào hai cái phim đường nào vì xe và có một cái thì nó sẽ chúng ta sẽ xem một cái chuyển động của cái xe này một cách đây là cái quay thước phim xe từ trái qua phải Ok và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xem một cái nữa là nó sẽ nối tiếp có nghĩa là cái việc mà khi quay như vậy thì nó sẽ nối tiếp cái vị trí là nó cũng có một góc quay tương tự các bạn giống như mà đi theo một cái máy camera quay theo vòng tròn của sản phẩm đó. Ok và tất nhiên trong quá trình khi mà chúng ta xem được những thứ phim này thì các bạn sẽ nhớ là khi mà sau này các bạn cầm máy quay lên thì các bạn sẽ quay từ trái qua phải sản phẩm rồi bên kia mình cũng quay từ trái qua phải sản phẩm nhưng ở cấp độ là mình chọn ở phía giữa từ trái qua phải là ở cấp độ số 1 của sản phẩm 1 và từ giữa của sản phẩm 1 đến sản phẩm bên phải của sản phẩm 2. Ok. Để muốn làm được điều này thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng. Và chúng ta ấn vào biểu tượng là dấu cộng để nó đưa cái phần file thiết kế của mình vào. Và lúc này thì cái file video của các bạn thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cắt nó đi. Tôi sẽ kéo từ trái qua phải với những cái cấp độ như thế này. Và khi mà đi đến đây xong rồi tôi thấy là khá là ưng ý đoạn này rồi thì các bạn có thể chọn lựa cái vị trí ví dụ các bạn đi đến đây chẳng hạn. Đây các bạn nhìn chưa. Ok và khi đến đây rồi các bạn có thể cắt bằng cách như sau. Cắt thì nó có rất nhiều cách. Một là cắt nhảy, cắt chia đôi. Cắt này là cắt sẽ bỏ trừ cái đối tượng phía trên là cái này. Còn đây là cắt sẽ bỏ đi đối tượng dưới của đối tượng của cái vai video của chúng ta. Thì đây cũng là một trong những yếu tố dành cho những bạn nào mới học về cắt cắt. Để edit video thì chúng ta có thể sử dụng như này. Đó, rất là đơn giản và lúc này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nè cái chuyển động của chúng ta ra như này. Được chưa? Ok và lúc này thì chúng ta có thể tăng giá trị này lên và để chúng ta có thể uh, tốc độ của chúng ta nó sẽ như này. À, rồi. Bước số 2 nữa là gì? Chúng ta sẽ đưa cái phần uh, file video thứ hai vào và file video thứ hai xong đó thì các bạn sẽ thu nhỏ cái này để chúng ta sẽ nhìn được dễ hơn. Và đối tượng của chúng ta là từ đi từ đây. đây. Ok và chúng ta sẽ chuyển qua động qua đến đây chẳng hạn. Đó và tất nhiên trong quy trình khi mà các bạn làm như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây là tôi sẽ có được điều này. Đó. Rồi, tiếp theo thì uh, sau khi đã làm được cái việc mà cắt uh, sơ bộ của cái video của chúng ta rồi thì bắt đầu chúng ta thực hiện một cái thao tác để xem thử cái chuyển động của chúng ta thôi. Ok các bạn nhìn vào đây thực ra là đây là một trong những cái mà chúng ta có thể làm cho quảng cáo sản phẩm được nhưng mà cái việc mà chuyển từ hình xong một sang hình hai nó có thể bị giật với một cái tốc độ chúng ta để cho nó chạy bình thường ok thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cái thuộc tính rất là quan trọng đó là điều chỉnh tốc độ của cái hình của chúng ta và các bạn nhớ một điều rằng khi tích vào đây thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là speed chính là tốc độ của cái chuyển động của chúng ta thì lúc này trong phần này nó sẽ có giá trị speed đang là số 1 bạn đẩy cao như này thì nó ngắn lại thì có nghĩa là khi mà chúng ta chuyển động nhanh nó rất là nhanh các bạn nhìn chậm. đó và đồng thời giá trị là gì chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta quay trở về một thì lại quay trở về bình thường cho các bạn còn nếu bạn kéo về đây thì nó sẽ làm sao nó sẽ rất là chậm và chậm như này thì chắc chắn là sẽ bị giật rồi các bạn nhớ nhá ok và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái tạm dừng tốc độ lại và chúng ta sẽ đẩy lên giá trị về một cho nó được chậm và cái độ dây này của các bạn, ví dụ như 7 giây là bao nhiêu, ví dụ cả cái video này bao nhiêu giây thì các bạn sẽ tích vào đây cho thôi. Ví dụ bạn tích ngay thì nó sẽ, đi, nó sẽ ngắn đi. Nó sẽ ngắn đi, nó sẽ ngắn đi, nó sẽ ngắn đi cho các bạn. Thì cái tốc độ này nó sẽ tăng lên có nghĩa là nhanh hơn. Để cắt được cái phần này cũng nằm một trong những cách cắt của cái video của các bạn. Còn bình thường thì chúng ta trở về một thì nó sẽ trở về định dạng là 7.2 giây. Các bạn nhớ đến chọn. Rồi, bước số 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái phần này khi mà điều chỉnh tiếp tụ thì chúng ta sẽ có một cái phần à, có cover chính là giá trị mà chúng ta sẽ có những giá trị là tự điều chỉnh về tốc độ. Thứ hai đây là những cái thư viện của chúng ta. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái phát ao, phát ao là giá trị là khi chuyển động là chậm đến nhanh dần xong đến chậm. Này các bạn nhìn chưa? Ở đây thì à, để muốn làm được điều này thì các bạn sẽ tích thẳng vào đây cho tôi thì tự khắc nó sẽ có được một cái hiệu ứng cho các bạn. Và trong cái phiểu hồi uống này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm đây. Đối tượng của chúng ta đến đây thì nó sẽ rất là nhanh. Đó, các bạn nhìn chưa? đấy các bạn sẽ tích, tích, tích thẳng ở đây. Được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn được cái vị trí đấy thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào vị trí cả cái này. Và lúc này ở đây nó có biểu tượng dấu trừ để xóa bỏ được cái điểm chốt của cái việc mà giống như một cái keyframe cho cái tốc độ đó. Thì bạn ấn vào dấu trừ cho tôi. Và lúc này thì tôi tích vào đây và các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ đẩy thẳng cái trực tiếp này xuống đây đó đẩy thẳng xuống đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là đang chuyển động rất là đều nhau nhưng đến đây thì nó sẽ tạo ra một sự đột biến có nghĩa là nó đi rất là nhanh và để đi được nhanh thì các bạn nhìn thấy cái mũi tên này chúng ta sẽ đẩy một phát lên trên cùng này. có nghĩa là mình tăng cái cấp độ về tốc độ này nó sẽ gấp có nghĩa là đi từ chậm đến nhanh dần đấy đó và các bạn sẽ nhìn thấy lúc này chúng ta sẽ thử chuyển động thôi thử chuyển động nhé các bạn nhìn là đi rất là đều đến đây thì tốc độ nhanh này phục phát đó các bạn nhìn đó. và khi phục phát thì nó sẽ chuyển sang cái file video thứ hai cho các bạn thì nó sẽ rất là đẹp được không ạ Ok thì để muốn làm được điều này thì chúng ta cũng phải khớp nối giá trị là video 1 và video 2 và không cần chọn vào transition để chuyển cảnh thì các bạn sẽ chọn sang video 2 cho tôi và lúc này tôi sẽ chọn là phát in chính là giá trị mà xuất hiện và lúc này thì chúng ta sẽ tích vào đây một cái thì chúng ta có một cái phát in tự ngắn lại Lúc này cái điểm này của các bạn thì cũng tương tự như vậy thôi. Tôi sẽ chọn một cái giá trị là tôi sẽ xóa đi bằng cách là tôi sẽ ấn vào biểu tượng huấn dấu rút trừ. Và tích vào điểm này thì chúng ta sẽ kéo đối tượng này xuống dưới và chúng ta cũng cầm điểm này thì kéo lên trên này. Và tất nhiên nó là 10 từ gấp đôi rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là chuyển động thứ từ dưới, nhanh đến chậm nhé. Nhìn này, chậm đến nhanh dần này xong từ nhanh này đến chậm dần của thằng này này. Đấy, nhanh đến chậm dần của thằng này. Đó. Thì như vậy thì khi mà làm chuyển động cho một cái kết quả một cái video thì trông nó cũng sẽ rất hấp dẫn hơn và nó có cảm giác rất là chuyên nghiệp cho việc quảng cáo của các bạn. Thì thuộc theo ví dụ video của các bạn đó gọi nhìn nhá. Đó, nó rất là chuyên nghiệp. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ xem thành quả của chúng ta thôi. Đó là cái video như thế này và chúng ta sẽ xem chuyển động nó. OK và các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ chuyển động đấy rất là nhanh sau đến chậm rất là dần như thế này trông nó sẽ rất là chuyên nghiệp cho các bạn. Rồi sau khi mà đã làm được cái điều điều này thì các bạn có thể dùng một cái thủ pháp như sau là chúng ta sẽ chọn đối tượng một chọn đối tượng 2. và chúng ta sẽ chuột phải chọn vào cái an an g để thứ nhất là chúng ta sẽ đóng gói hai cái thằng này thành một cái com để nó giống một group. Ấy thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng khi chuyển động đến đây thì chúng ta sẽ dùng một cái hiệu ứng rất hay đó là chúng ta chọn vào biểu tượng video và chúng ta sẽ kéo xuống thì ở đây nó có motion blur chính là nằm nhòe trong quy trình khi motion blur thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có tốc độ của nó là blur bao nhiêu phần trăm các bạn sẽ kéo vào đây phần blend là chúng ta được nhòe của chúng ta này thì chúng ta sẽ đẩy cao này và đây là giá trị chuyển động của chúng ta nó giá trị nó từ cả hai phía đến phía trước với sau các bạn chọn cả hai phía cho tôi và tiếp theo là speed thì cái speed này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là gấp bốn lần này thì cái tốc độ gấp bốn lần này nó sẽ đem lại cái giá trị cho các bạn cảm giác như chuyển động nó sẽ rất là nhanh và chuyển chuyên nghiệp các bạn thích ở đây ok và chúng ta xem lại cái chuyển động của chúng ta thôi ok rồi thì đây là một trong những cái hiệu ứng mà sẽ tạo ra những cái video chuyển động nó chuyên nghiệp với những giá trị khi bạn chọn những cái góc quay nó phù hợp và tất nhiên là trong quá trình khi mà tôi đã nói cho các bạn chia sẻ cái việc này đó là gì chúng ta hãy chọn một cái góc quay từ trái qua phải đối với sản phẩm sau đó góc quay sản phẩm thứ hai thì từ lại từ phải trái qua phải nhưng ở cấp độ giữa từ giữa hết sang phải còn cái cấp độ của sản phẩm một là từ trái qua phải về giữa đó nhìn nhá và chúng ta xem thử lại chuyển động thôi ok đó Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip cho lần sau. Nếu thấy hay thì các bạn hãy ấn nút like, nút comment, nút chia sẻ và ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ quên những cái video clip hay cho lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn cho những video trong lần sau. Tôi sẽ dạy cho các bạn rất là nhiều tiêu chí trong cái cấp căn này. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn cho các bạn may mắn.